Tôi Vy Bảo Trang xin kính chào quý khán giả đến với chương trình Thế hệ trẻ The Young Generation Show. Kính thưa quý vị, ngay tại studio ngày hôm nay Bảo Trang có hai em đại diện cho Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng, đó là em Lin và em Hà My. Chào hai em. Chào chị. Chào hai em, cảm ơn hai em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Thế hệ trẻ nhằm mục đích là cho các em thiếu nhi tập thêm tiếng Việt và giữ gìn văn hóa Việt Nam. Cho nên ngay tại phút bây giờ thì quý vị có thể gọi vào đài tại số 714-893-3264 để có thể hát, đọc thơ hay là kể chuyện gì đó. Và bây giờ bà Trân thấy có một em gọi vào rồi nè. Chắc em này là đón xem chương trình này mới bắt đầu thôi là gọi vô liền. Đầu tiên xin kính chào em, đây là chương trình Thế hệ trẻ. Chào chị. Hello, chào em tên gì? Con tên là Helen Phạm. Helen Phạm hả? Helen mấy tuổi? Em Marie Phạm. Oh, Marie, okay. Sorry. Marie Phạm và Marie mấy tuổi? Dạ, hai tuổi, rất là dễ thương, lễ phép quá. Và Marie, hôm nay có muốn hát, đọc thơ hay là kể chuyện gì không? Dạ, hát. Ok, rồi bây giờ em muốn hát bài gì? Đi học về. Bây giờ hai em trong series có biết bài đi học về không? Yeah. Biết, ok, rồi bây giờ mọi người hát chung với nhau cùng với em Marie Phạm 2 tuổi nha. Bây giờ Marie dẫn đầu chương trình trước đi. Marie hát trước. 1, 2, 3. Đi học về. Vỗ tay. Oh, hay quá. Marie giỏi quá. Marie có đi học chưa? Dạ, chưa. Nhưng mà Marie đã biết bài này rồi cho nên là Marie rất là giỏi. Chị Bảo Trân mời em Marie đến đài Little Saigon TV để pick up một món quà nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn Marie, xin chào Marie. Bye. Vâng thưa quý vị, trong chương trình này thì khi các em gọi vào đài thì các em có thể được thưởng những cái món quà như là từ Total Care RX Pharmacy thì đã bảo trợ những cái gift card Starbucks cũng như là In-N-Out gift cards. Ngoài ra thì cũng có những cái gift card đi uống boba ở Seven Leaves và có những cái món đồ chơi của FMG Insurance. Mấy tuần nay thì Bảo Trân đã thấy rất là nhiều em vô nhận quà và rất là vui. Có nhiều lúc mà mấy em không có biết, có nhiều món quà quá mấy em không biết chọn món nào hết. Cho nên là Bảo Trân lại nói là ok, bây giờ để dành nha, thích cái đó thì để dành. Rồi xong rồi tuần sau nếu mà em gọi vô thì sẽ được món quà này. Và đặc biệt là khi mà Bảo Trân mời các em lên chương trình này á, thì chị Bảo Trân cũng tặng cho hai em món quà luôn. Tại vì ngồi đây và biết nói tiếng Việt rất là hay. Lát nữa em sẽ chọn món quà nào? Probably Seven Leaves. Yeah. Còn em lên thì sao? Hơi đắn đo cái vụ Target với lại In-N-Out. Oh yeah, ok. Và bây giờ Bảo Trân chắc mấy bạn này cũng thích những cái món quà quá cho nên là gọi vô rất là nhiều. Bây giờ Marie giúp cho chị chào em này được không? Nói là chào em tên gì? Chào em tên gì? Dạ, em tên là Linh Bác Cô. Bây giờ Marie giúp cho chị chào em tên gì? Dạ, con tên là Elizabeth Pascal. Oh, Elizabeth. Okay. Elizabeth, rồi, hỏi mấy tuổi? Em mấy tuổi? Dạ, con 5 tuổi. Thì vậy bữa nay em hát hay là em đọc thơ hay là em kể chuyện cho mấy chị nghe đây? Dạ, con hát. Em hát bài gì nè? Dạ, con hát bài số. Bài gì? Nói lại được cho chị nghe không ạ? Dạ con. Con hát bài 1 với 1 là 2. Ok rồi. Bây giờ Linh có biết hát bài này không? Biết chứ chị. Còn Hà My thì sao? Dạ, không. Không ok. Vậy thì bây giờ tam ca nha, là Linh, Bảo Trân và em Elizabeth Cao sẽ hát bài đếm số. Rồi bây giờ mời Elizabeth hát. 1 với 1 là 2, 2 với 2 là 4, 4 với 1
là năm. Bốn với một, bốn với một là năm, năm với năm là mười. Yeah, hay quá. Ok, vì bây giờ chị đố Elizabeth nè, một cộng với một là mấy? Chắc bé sợ quá bé, hét lên. Một với một là hai. Oh wow. Ok, Linh có muốn đố gì không? Vậy nếu mình hai cộng hai là nhiêu? Bốn. Oh wow. Còn bốn với một là bao nhiêu? Năm. Năm. Còn năm với năm là mấy? Mười. Wow. Còn mười với mười là mấy? Chị làm khó em quá. Em nói là ủa, trong cái bài này đâu có phần đó đâu. Chị làm khó. Mười với lại mười là 20. Im luôn. It's okay. Hôm chị Bảo Trân khen em. Em rất là giỏi, mới 5 tuổi thôi mà biết hát bài này cũng như là làm toán cộng rồi. Cảm ơn em và chị sẽ hẹn gặp lại em ngay tại Thương Sát Club, ngay tại Little Saigon TV nha. Dạ. Ok, chào em, rất là dễ thương. Ồ, thấy mấy em gọi vào rất là dễ thương. Và bây giờ trở lại với hai em của Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng. Yeah. Thì ok, có một em gọi vô rồi. Chắc là có nhiều, hôm nay là có hai bạn dễ thương quá, cho nên là có nhiều em ở nhà đang chú ý và xem chương trình đây. Bây giờ mình nói chuyện với em này nha. Hello, chào em. Hello, chào em. Đây là chương trình Thế Hệ Trẻ. Chào em. Chào chị. Chào em. Dễ thương quá. Em mấy tuổi? 5 tuổi. 5 tuổi. Dạ 5 tuổi. Ồ, 5 tuổi. Và em tên gì? Em nhà Thiên Nga. Giả nhà Thiên Nga. Nhưng mà em tên gì? Giả nhà Thiên Nga. Nhưng mà em tên gì đã? Nói cho chị nghe em tên gì đi. Em tên Sophia. Em tên Sophia hả? Tên dễ thương quá. Tại vì chị okay. Sophia. Đúng vậy. Ok, tên Sophia. Và Sophia sẽ hát bài Cả Nhà Thương Nhau đúng không? Yeah. Rồi, mọi người ở đây có biết hát không? Bác hài Cả Nhà Thương Nhau. Chắc biết. Còn em Hà Mi thì sao? Có không gì? Ok, bây giờ mọi người hay là mọi người cầm cái lồng đèn lên vừa múa vừa... vừa nghe em Sophia hát nha. Rồi 1, 2, 3. Ba thương con, con giấc mẹ. Mẹ thương con, vì con giấc mơ. Cả nhà ta, và thương yêu nhau. Xa nhà nhớ, gần nhau là cười. Yeah. Hay quá. Yay! Hay quá. Cảm ơn em Sophia nha. Em nhớ đến Đài Loan Saigon TV để pick up một món quà. Ok, chào em. Ok, rồi và bây giờ Bảo Trân thấy có thêm một em gọi vào nữa rồi. Không biết vì sao nhưng mà mỗi lần Trung tâm Văn hóa Hồng Bàng tới thì có rất là nhiều em gọi vào. Không biết nữa là hello. À, đây là chương trình Thế Hệ Trẻ. Chào em tên gì? Hello. 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 Rồi, mời em Hà My phỏng vấn đi. Em tên là gì? Dạ, Angelina. Angelina. Angelina, nghe hay quá. Angelina mấy tuổi? Dạ, 9 tuổi. 9 tuổi? You sound young for your age. Ok, và Angelina muốn hát hay là đọc thơ hay là kể chuyện gì không? À, dạ, hát. Hát hả? Angelina muốn hát bài gì? Em muốn hát bài gì nào? Ok, có thể... bài gì? Ok, rồi mời em hát đi. Vẫn xa cha mẹ. Ok, rồi bây giờ hát đi. Nghe tiếng chuông chùa vang vọng chiều nay,
con nhớ cha già, nhớ mẹ hiện ở từng nghe xa. Lạy thơ quán âm từ bi, ban cho cha mẹ của con được nhiều sức khỏe, để cho con chết xa quê yên lòng. Hay quá! Em hát hay quá, và trong lúc Angelina đang hát thì Hà My đang ngồi thì thầm là she's good, hay quá. Quá hay luôn. Wow, cảm ơn em Angelina nha. Và em nhớ đến Đài Little Sài Gòn TV để pick up một món quà. Vâng, thưa quý vị vừa xem qua phần 1 của chương trình Thế Hệ Trẻ. Xin mời quý vị giữ máy và chương trình Thế Hệ Trẻ sẽ trở lại sau vài phần thông tin thương mại.